Ok, hello anh em đã quay trở lại kênh Khu Tài Gaming. Ngày hôm qua thì mình đã lên clip về con đi theo đua xe rồi. Thì bữa nay thì tới Benetta skin đua xe này, nhưng mà Benetta thì không có clip quay skin. Thì clip quay skin đã quay trên stream cho anh em xem rồi. Nên là cái khúc đó thì mình xin phép bỏ qua và lấy skin mình review thôi. Thì như mình cũng đã nói rồi, thì cái skin Benetta nó không có đẹp, mà đánh giá cá nhân của mình thì nó không có đẹp bằng con đi theo. Bởi vì sao? Đi theo ít ra nó có chạy xe, còn con quỷ này nó không có chạy xe đâu mà. Để cái thanh nội tại để cái tên chiếc xe nữa, ta có tiền tao mua xe mà để tên chiếc xe vậy, tao muốn nhìn chiếc xe trong game, đúng không? Cái tâm lý là anh em nào cũng muốn nhìn chiếc xe trong game chứ ai đời lại nhìn cái tên xe làm cái mẹ gì. Chưa kể là bây giờ cái để cái tên xe như này rất là khó nhìn cái thanh nội tại nữa. Nếu mà được thì để hình chiếc xe lên ngay cái chỗ thanh nội tại nó sẽ hay hơn, tại vì bình thường nó là cái thanh kiếm đúng không, thì bây giờ thì nó phải để thành cái thanh nội tại là thanh chiếc xe thì nó hợp lý hơn. À, không đủ đam mà lỏ anh em, thiếu đúng miếng đam, hơi chán, hơi buồn xíu, thiếu đúng tí đam. Chấp nhẹ đầu game này, chủ tịch giả vờ fit và cái kết thu luôn trận đấu. Được, chủ tịch giả vờ fit và cái kết thu luôn trận đấu. Này mình lấy đồ theo top nha, bạn bên đây mình có chơi nhiều nên đâm ra lấy đồ theo top. Đồ với lại ngọc lấy theo top. Con nào chơi nhiều thì mình mới dám lấy đồ của mình, còn không thì thôi cứ lấy đồ theo top cho nó dễ chơi. Sao giờ ta dần gắn đâu vậy, giờ có 4 nữa, già nó 4 dưới rồi, làm lẹ này lên 4 gắn dưới, sắp có 4 má không kịp rồi. Lên lụm nè, một thằng cái nè đó, lên giày giáp cái đi cho nó trâu đi, trâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó, trâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu da gặp bóng. Trời ơi, má biết nó giật về đó, nó còn cái bóng bên kia đó thì chịu rồi. Chứ mình dí đâu được đâu, dí nó không có được. Thôi về đi, thằng nó lụm mình đó. CV chuẩn đau lắm. Về cái đi. Căng nha. Skin này thì chính các kim cương nha anh em, mình quay skin Meta này chính các kim cương thì anh em có thể nhìn mà cảm nhận xem mà có nên lấy hay không. Thật ra thì nó lấy hay không thì nó cũng ra hơn xui rồi, tại vì hai cái skin này bingo thì nó ra hơn xui anh em ạ, nó không có cho mình chọn là mình sẽ được quyền chọn là BN hay là mình chọn ID đấy, nên là quay thì anh em nào mà hơn thì ra ID trước thì đỡ phải tốn, là phải tốn quay cả con BN. Còn mà ai mà xui muốn lấy ID mà lại ra BN thì buộc phải lấy cả hai, buộc phải lấy cả hai, cái đó là xui thì chịu. Đam. Ôi thiếu đúng miếng cơ. Phải nồi không đủ nội tại. Má thiếu đúng tí. Ê chết với cái này á. Thôi ăn này trước đi, ăn này dễ hơn. Ăn này xong ra bắt xe bây giờ. Ăn này có máu rồi. Rùa chưa được anh em, rùa chưa được. Bên này đam khó quýnh quá ta. Con bên này đam khó quýnh quá. Là do mình không có chuyên con này anh em, mình không có chuyên, không có thuận tay con này, đánh nó hơi dở. Anh em thông cảm nha, chỉ là clip review skin thôi, chứ đánh kỹ năng con này thì mình đánh nó khá là chán. Có gì anh em bỏ qua ở sự góc chó của tôi trong cái clip này. Găng thần thoại anh em, đang găng thần thoại chuỗi phân loại. Nếu là cây nước ngoài thì gặp bọn không biết chơi thì hơi khổ một tí. Khổ vãi luôn chứ phải hơi khổ. Ghét gì không biết nữa. Báo không. Hết luôn chi vậy trời ơi. Chết luôn á, sắp cái chết luôn á. Cũng phải anti vô tường là cái anti của mình nó bồi vô là đi luôn á. Đam to lắm. Lụm một. Lụm nè, hai thằng nè, đó, ba thằng gì đó. Lên review cuối cùng ta thấy người ta đánh con này hay lên review cuối cùng. Đây suy nghĩ có nên lên hay không. Chắc lên đi nhờ, lên review cuối cùng cho nó có hồi máu nha. Lên vô tận trước đi. Vô tận nó hút máu cũng hợp. Để khi mình quẹt chiêu hay là mình đánh tay mình có hồi máu, đỡ phải đi về. Đi lính cho gọt đấy, gọt lấy trụ. Dòng về farm. Dòng về farm lên gan cha đê, lên gan cha lay đan. Đi xe thì mình bắt nó nhanh lắm, đi xe lướt vô 2-3 lướt là nó chết rồi. Bắt người rất là lẹ, nhưng mà bắt mấy con tù tù như kiểu đi xe. Sợ đi xe bắn chết người thôi, kể nó bắn chết ngược á thì chịu. Nếu mà đam đi xe nó to quá thì chịu. Có thằng bụi
Trời lúc phục rồi, đen. Rồi lại. Hay quá, và nó quýnh mình. Chủ không quýnh mình. Trời, cũng pha nhích vào vô chứ gì đó. Lấy xe bây giờ này. Dí được, dí được, dí được, dí được. Dí được, lần này thì khác rồi bạn. Đầu game không có đam các bạn. Bây giờ dí được bạn ơi, bây giờ có đam bạn ơi. Câu chuyện nó khác rồi, dòng đợi đổi thay bạn ơi. Đầu game khác, giờ khác nha. Đầu game là mình thiếu đam. Trời, để bạn thoát cái tóc biến thôi. Mình băng trụ, mình chấp nhẹ bạn một mạng nha. Tầm này câu chuyện nó khác rồi bạn ơi. Ông nào mà muốn hay bên đây thì anh em có thể cân nhắc lấy cái skin này, cân nhắc thôi. Để thật sự với mình thì skin này nó không đẹp, đặc biệt là nghe chỗ thanh nội tại để cái tên lên. Đáng lý ra là nó phải để con xe vô, nó giống như cái skin đi theo ngày hôm qua review, đúng không? Ngày hôm qua review thì có kia con đi theo là nó cưỡi xe đàng hoàng, nó chạy xe đàng hoàng. Còn cái này nó chỉ là mỗi cái tên thôi. Chứ cái chiêu một nha, cái chiêu một nó quẹt cái xe nha anh em. Chiêu một anh em quẹt thì nếu mà anh em nhìn chịu khó nhìn á, đây nè, đây làm cho anh em coi không? Nó là cái hình cái xe, hình cái xe nó rất là nhanh luôn, cái hình cảnh nó rất là nhanh. Là mình đánh giá không cao lắm, thì cái kia này mình đánh giá không cao lắm, không ổn lắm anh em, không xứng đáng với cái giá tiền mà anh em phải bỏ ra. Thì thường anh em phải bỏ ra ít nhất là phải 6k, ít nhất là 6k. Mình nghe người ta nói là ai mà may mắn nhất thì cũng phải 6k, như cái kia đi theo của mình là 4 trên 6, sẽ có người 3 trên 6, sẽ có người 3 trên 6. Ai mà may mắn thì 3 trên 6, ai mà xui thì 4 trên 6 hoặc là 5 trên 6. Kin BD của mình là 5 trên 6, 5 trên 6 là bitcoin, nên là mình coi như là mình xui đi. Còn những ông mà may mắn thì có thể là 3, thì anh em có thể cân nhắc về cái skin này. Cái giá khá là chát. Trời ơi, má, tôi xài cái bản đam đúng không? Tôi xài cái bản đam né chiều tay view. Trời ơi, hai già bị đẩy vô tường là chết. Trời ơi, đủ đam giết kia luôn vậy, ghê vậy. Đủ đam giết kia luôn, ghê vậy. Đây là đam to dữ bạn. Tính ra tôi nói tôi cũng dở dở mà tôi được 7 sát kìa anh em, tôi đấu chết nhiều đâu anh em. Tính ra là trình bên đây của tôi nó cũng chấp nhận được đúng không anh em? Coi như là tạm được, ừ tạm được. Không quá hay mà cũng không quá tệ, nói chung là cũng chơi được, ừ cũng lướt lướt xẹt xẹt được. Cá nhân tôi thấy thì cái skin BD này nó không đẹp bằng BD character. Thì cá nhân tôi thấy thôi, quan điểm cá nhân nha mọi người, quan điểm cá nhân nhá. Anh em nào thấy đẹp thì anh em có gì quay nhá. Tại vì mình không có nhận quảng cáo cho mua tool nha mọi người, mình làm VIP mình trả được tờ đồng là tôi mua tool hết. Nên là có sao mình nói vậy. Thậm chí là mình còn phải tốn kim cương nữa. Thật ra chủ quà tốn anh em, cung tí nó tốn kim cương để nó có skin cho mình quay. Cảm ơn cung tí rất là nhiều. Rồi lụm. Bắt ICA rất là nhanh nha, bên đây mà lên cung đam bắt ICA rất là nhanh, đam to. Đẩy về ha, giết ngay mình. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, bị nó ao ngay trong trụ rồi anh em ơi. Cố quá, rướng quá, thôi kệ, thà mẹ xích đao cho thằng Daryl. Đỡ hơn cho những thằng khác, đỡ hơn cho những thằng khác. Vậy là được rồi anh em, vậy là được rồi, đỡ rồi. Cũng đỡ đỡ này mà cũng đỡ. Tranh thủ lúc mình chết mình uống miếng nước cây. Cắn miếng thuốc vô. Hai giáp xa, 3-4. Trận này cứ đè thằng ICA với lại thằng CDR thôi, đè hang đó làm tới rồi. Cứ đè hang đó dồn đam. Chứ đè mấy anh kia khó. Lựa những thằng nào mà dễ làm trước. Từ từ rồi chơi. Từ từ rồi bèm nhau. Hay. Và hay, tốt rồi. Cú pha mình hất được hai da vô tường là mình lụm nó lẹ lắm anh em. Trời, thiếu miếng đam. Chạy được, chạy được, chạy được, chạy được. Không sao, không sao, không sao. Con này trả được cái gì ngoài cái chạy nhanh. Từ từ, tim nó lao vào, nó hút cái thứ, bỏ rồi, có cả tay lít nó vô nè. Khó, 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 khó. Chưa có anh tì, chưa có anh tì. Khó, khó, không được, được. Má không được, được, được. Lui đi cho chắc. Máu nửa cây rồi. Má sung sung nó vô CC cái chúng chết nữa. Chết mạng cái cống tay nè. Má chết nhẹn mạng cống tay, hơi cống tay xíu. Má đồng đội phía tới nay. Chắc kiều quyết cuồng vô nha mọi người. Kiều quyết cuồng hãy súng ta. Gương ngoài kim nó cũng hợp lý. Gương ngoài kim đánh tay nó cũng hồi máu. Ok. Dòng qua dí mang này trước. À, thấy đi xa, thấy đi xa. Đó, lướt né chiều tay điều cái một.
Rồi rồi rồi, vậy được rồi, vậy được rồi. Tới, 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 tới. Đó, rỉa gì thôi, nghe không? Xử lý từ từ, từ. Chủ yếu là combo Isia thôi, giết Isia trước. Thằng Isia mới thằng quan trọng, Isia mất tóc mày nha. À, tóc biến rồi, đợt sau giết nó. Sao mình lụm nó. Mày ăn lót đi. Có đam mà, có đam ăn lót. Lên full đam ăn lót nhanh lắm. Trận này bé ta lên full đam nha các cậu. Không phải là lên tăng đâu. Lên theo đồ của mày top nè. Dạ con này mình không có biết chơi. Con này mình chơi không có nhiều. Không có chuyên. Nói chung là mấy con nào mình không chuyên thì anh em nên lên theo những thằng top. Mình lựa, mình vô mình coi top 10 thế giới á. Tại vì những thằng đó là những thằng nó cày đàng hoàng, không? Top thế giới nó phải cày. Chứ không có spam hoài một con đâu. Ý là nó cày nó win nhiều á. Nó không có, nó gọi là nó có trình anh em. Chứ không phải là mấy thằng gọi là spam top tướng một quốc gia, top tướng một quốc gia nhiều khi mẹ nó spam vậy chứ nó ngu chết mẹ. Nói nó thiệt. Anh em thấy Việt Nam mình có thằng đủ đánh Na Tình á, đánh Na Tình ngu chết mẹ luôn, Beyond gì đó, đặt tên Beyond gì đó. Má fit như máy vậy. Anh em mà biết đó anh em comment phía dưới cho tôi nha. Beyond gì đó. Chứ có tên một quán anh anh em à. Mẹ top Na Tình ở Việt Nam đánh ngu thấy mẹ luôn. Giờ top thế giới còn chuyện nó khác rồi. Đó, lụm. Lụm. Đơn giản vậy thôi, lụm. Trời ơi, một chặt hai da chết queo. Một lướt vô chặt chiêu một, bốc hơi. What the hell, đam to dữ vậy. Đam to ỉa chảy luôn á, Nguyên ơi. Xong rồi, tôi quyết hai thằng ở trong rồi. Hai ba thằng luôn á, ba đó chặt ba thằng. Ba thằng, hai thằng, ăn được hai mạng thôi, lụm. Đơn giản vậy thôi. À, clip BN đuổi xe, MVP. Quá là nhanh đây mà. Ổn áp ha, clip này ổn áp nha. Ổn áp hơn clip đi theo. Rồi, đơn giản vậy thôi. MVP là chắc rồi, MVP là chắc rồi, làm sao mà thoát được. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip Benedetta skin to share MVP của tôi, cũng như cảm ơn Nghĩa đã tài trợ cho 100k. Cảm ơn Tý đã tài trợ cho skin. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì anh em cho xin một like, một nút đăng ký kênh, cũng như là bình luận về bên dưới để xem có nên bỏ tiền xuống tiền ra để lấy kinh nghiệm hay không. Rồi, bây giờ chúng ta thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.